Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chai dầu bông lúa của hàng của Thái Lan nha các bạn. Hàng này nó có những có tinh chất những cái loại cây thuốc của Thái Lan ở trong này. Đây nè, chai màu đen đen này. Thường thường ở Việt Nam mình cũng hay có những thầy mà dạy võ hay cũng hay bán những loại thuốc mà gì trị để cho học sinh để bông gân hoặc đau khớp rồi nha các bạn. Cái này nè, nó rất là tốt trị những cái coi như vận động mạnh á. Thì ở đây thì mình sẽ để hai phân loại hàng cho các bạn, một phân loại là một chai bán dùng thử và một phân loại một lốc 12 chai, thì các bạn mua một lốc thì nó sẽ rẻ hơn một chai nha các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu xây qua, thì mình sẽ quay cái hộp cho các bạn xem. Đây, cái hộp này nó để hình ngang nha các bạn, hàng Thái Lan, chữ Thái Lan này, và chai dầu nó sẽ như thế này nè. Và ở trong nó có hướng dẫn sử dụng, mình đã gỡ ra sẵn rồi nha. Thì nó có ghi nè, trị đứt tai nè, bông gân nè, phỏng bị phỏng nè, đau răng nè, còn đây là ong đốt nè nha các bạn, ong đốt nè, còn cái này là bị đau chân nè, đau chân, còn cái này là bị nước ăn nè nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn vui vẻ.